đất vợ không tiếc tay nam diễn viên bị cả ba vợ bỏ vì sống như địa ngục nam tài tử lưu vĩnh bị lên án mạnh mẽ vì hành vi vũ phu với cả ba người vợ ông từng sống chung được biết nam diễn viên lưu vĩnh nổi tiếng trong giới giải trí vì tính nóng này Ông còn bị mang tiếng là người vũ phu khi nhiều lần đánh đập vợ. Lưu Vĩnh từng trải qua ba cuộc hôn nhân, nhưng cả ba đều kết thúc bằng tờ đơn ly hôn. Chính vì thói vũ phu của Lưu Vĩnh khiến cả ba người vợ quyết định tìm đến sự giải thoát. Vào năm 2019, có thông tin Lưu Vĩnh đã ly hôn với người vợ thứ ba, được biết vợ ông kém chồng 30 tuổi. Cả hai kết hôn vào năm 2007 và có chung hai người con trai. Theo tờ Skybox, người vợ bà này đã đâm đường ly dị lưu vĩnh. Hai con trai hiện tại đang cùng ở với bố tại Hồng Kông. Được biết, chính vì hành vi bạo lực của Lưu Vĩnh khiến cô vợ ba này tìm cách chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Lưu Vĩnh là với nữ diễn viên đới Lương Thuần. Cặp đôi kết hôn 5 năm diễn viên này 23 tuổi sau thời gian ngắn hẹn hò. Tuy nhiên, cuộc sống hậu hôn nhân của hai người không màu hồng như người ta tưởng. Lưu Vĩnh bắt đầu thay tính đổi nết thường xuyên đánh vợ. Vì nhiều lần bị chồng hành hung đới lương thuần quyết định bảo vệ nhà mẹ đẻ, lúc này Lưu Vĩnh cho rằng vợ viện cớ để ngoại tình nên đã tìm đến cô không chỉ đánh mà cùng dùng kéo, dĩa đâm khiến mà cô bị biến dạng. Sau này đới lương thuần quyết định nộp đơn ra tòa kiện và đòi chồng tiền bồi thường và buộc tội ông cố ý giết người dù Lưu Vấn đã nhiều lần xin lỗi cuối cùng tòa tuyên án Lưu Vấn 2,5 năm tù tuy nhiên vì trốn về Hồng Kông Lưu Vấn thoát tội do không có thỏa thuận dẫn đổ giữa Hồng Kông Đài Loan khi đó cuộc hôn nhân thứ hai của Lưu Vấn là với Hoa hậu Asia năm 1985 Lê Yến Sang cả hai kết hôn năm 1992 cuộc sống của họ tưởng sẽ hạnh phúc sau khi Lê Yến Sang sinh hai người con một trai một gái cho chồng nhưng năm 2000, Lưu Vĩnh lại bị Lê Yến sang ly hôn vì ngựa quen đường cũ đánh đập vợ. Hơn thế, nam diễn viên này còn phản bội bà xã ra ngoài để ngoại tình. Nói về cuộc hôn nhân này, Lê Yến Sang cho biết đó thực sự là cơn ác mộng, là địa ngục trần gian đối với cô. Cựu hoa hậu cảm thấy hối hận vì đã yêu nhầm người. Hơn thế, sau khi ly hôn, Lưu Vĩnh không chu cấp tiền nuôi con khiến cuộc sống của Lê Yến Sang từng rơi vào bế tắc vì các con cuối cùng cô mới vượt qua được lưu vĩnh là diễn viên kỳ cựu của hồng kông khán giả từng biết ông qua các tác phẩm như mãnh lòng quá giang đường sơn đại huynh tình võ môn dù có tiếng tăm trong giới nhưng đời tư của lưu vĩnh khiến không ít người phản cảm